AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bà con về thức ăn của cá trắm cỏ qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về đặc điểm sinh trưởng của cá trắm cỏ. Cá trắm cỏ có kích thước tương đối lớn, với những con có trọng lượng lớn nhất có thể lên đến 35-40kg. Cá trắm cỏ sống trong môi trường nước ngọt, ưa nước sạch. Cá trắm cỏ có thân hình trụ dài, bụng tròn nhỏ lùi dần về phía đuôi. Phần miệng cá tròn, không có râu. Chiều dài của thân cá trắm cỏ có thể gấp 3-4 lần so với chiều rộng và chiều cao của chính nó. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu xem cá trắm cỏ thích ăn gì nhé. Trong tự nhiên, loài cá này thường ăn cỏ, trong nước hay động vật như tép, cá vụn. Còn đối với bà con nuôi trực tiếp thì thường dùng thức ăn công nghiệp hoặc là thức ăn tự sản xuất để làm thức ăn cho cá. Ngoài ra còn có thể dùng các sản phẩm còn thừa trong quá trình làm ngũ cốc để làm thức ăn cho cá. Bên cạnh đó, cá trắm cỏ còn ăn các loại thức ăn như lá bắp, khoai mì, cám ngô. Tiếp đó là về chế biến thức ăn cho cá trắm cỏ. Để chế biến thức ăn cho cá trắm cỏ, bà con nên sử dụng cho mình chiếc máy đùn viên thức ăn chăn nuôi. Máy có thể nghiền ép được nhiều nguyên liệu khác nhau như bột cá, hạt ngô, hạt đỗ tương, cám để làm thức ăn cho cá hiệu quả. Việc sử dụng máy đùn viên thức ăn chăn nuôi sẽ giúp bà con chủ động được nguồn thức ăn cho cá. Bà con có thể tự pha trộn lượng dinh dưỡng sao cho phù hợp với cá trắm cỏ. Sau khi trộn xong có thể đưa vào máy để ép thành cám viên nổi cho cá ăn. Một lưu ý, khi ép cám viên nổi cho cá thì bà con nên chuẩn bị các loại bột như bột cá, bột ngô, bột đỗ tương. Phối trộn theo công thức nhất định, đảm bảo hỗn hợp cám đạt độ ẩm từ 15-20%. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về thức ăn khác của cá trắm cỏ nhé. Bên cạnh những thức ăn công nghiệp, cám công nghiệp, thì nhiều bà con lựa chọn nuôi cá bằng cây chuối, cỏ, trong bèo. Với những thức ăn này thì bà con nên sử dụng máy xay nghiền đa năng. Máy có thể băm cây chuối, nghiền ép đa dạng các nguyên liệu, sẽ thuận tiện cho bà con rất nhiều trong việc chăn nuôi. Kế đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về cách cho cá trắm cỏ ăn. Để có thể tiết kiệm chi phí chăn nuôi, bà con có thể cho cá ăn các loại thực phẩm như tôm, tép nhỏ hoặc trồng cỏ, băm cây chuối để làm thức ăn cho cá. Hằng ngày nên chia thành nhiều bữa để cho cá ăn, đảm bảo tất cả cá trong ao đều được cung cấp đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày. Chú ý theo dõi mức tiêu thụ thức ăn của cá để kịp thời điều chỉnh sao cho phù hợp. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về khẩu phần ăn của cá trắm cỏ nhé. Về thức ăn xanh, trung bình cứ 100 con thì cho ăn tầm 2-3kg thức ăn xanh. Thức ăn xanh ở đây gồm lá sắn, thân cây chuối, lá ngô, trong, bèo. Nếu muốn tăng trọng lượng của cá trắm cỏ lên hơn 1kg thịt cá thì có thể cho ăn 30-40kg thức ăn xanh. Trong trường hợp thức ăn là cỏ tươi, bà con nên cho cá trắm cỏ ăn 30-40% so với trọng lượng của thân cá. Đối với thức ăn là các loại rong, bèo thì khối lượng cần cho ăn là 70% thân cá. Về thức ăn tinh, cho cá trắm cỏ ăn từ 1,5-2% trọng lượng cá có trong ao. Tùy thuộc vào trọng lượng, kích thước cá mà bà con điều chỉnh khẩu phần ăn sao cho phù hợp. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.